Chào các bạn. Hôm nay tiếp tục với những sản phẩm mới dành cho chiếc iPad 9.7 2017. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc bao da iPad 9.7 2017 mang thương hiệu Rocktun. Đây là một sản phẩm mới dành cho chiếc iPad 9.7 2017 mang thương hiệu Rock. Và mình xin phép các bạn được gỡ chiếc bao da ra để giới thiệu đến các bạn. Đây các bạn, trên tay mình đang cầm là chiếc bao da dành cho chiếc iPad 9.7 2017 mang thương hiệu Rocktun. Với thiết kế rất là gọn và siêu mỏng, khi cầm lên có cảm giác rất là vừa tay, các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy được ha. Và phần bề mặt của chiếc bao da được làm bằng da công nghiệp cao cấp nên có độ bền và độ đàn hồi rất là tốt. Và phần lưng của chiếc bao da được làm bằng nhựa cứng trong suốt, có thể bảo vệ được rất là tốt chiếc iPad của mình. Với thiết kế khung sườn và các khía cạnh ôm sát chiếc iPad của mình sẽ giúp chiếc iPad của mình hạn chế chảy xước khi là va đập. Và thiết kế từng bộ phận như là camera, nút nguồn, nút âm lượng volume, chui sạc rất là phù hợp với máy. Và thiết kế xung quanh rất là thoáng, bảo vệ máy rất là tốt ha các bạn. Khi các bạn vô tình va chạm hoặc là rơi máy mà có chiếc bao da này thì các bạn yên tâm hơn ha. Với thiết kế chiếc bao da dạng gấp, có thể giúp chiếc iPad của mình đứng lên rất là tiện khi xem phim hoặc là chơi game. Rất là tuyệt vời ha các bạn. Thì lần này shop mình có hai màu, màu vàng và màu đen. Mình xin theo các bạn được gửi chiếc màu đen ra để giới thiệu đến các bạn. Đây các bạn, rất đẹp ha. Thì theo sự lựa chọn ha các bạn. Và xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc bao da dành cho chiếc iPad 9.7 2017 mang thương hiệu Rocktun, một sản phẩm rất là mới. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện vi sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.